Xin chào mọi người, hôm nay thì em sẽ quay video riêng từng bạn của cái đàn màu trắng kem nhà em và giúp mọi người phân biệt rõ thế nào là màu trắng và thế nào là màu kem nhé. Như bé em đang cầm trên tay này là bạn ấy còn có màu kem này và tai là màu kem đậm hơn nhé. Đây mọi người nhìn xem này, lông nó màu gần như là màu vàng vàng siêu nhạt luôn. Mọi người thấy này, đấy mặt xinh lắm, tai màu nâu đậm hơn một chút nhé. Và người là cái màu vàng vàng gần như là vàng trắng luôn ấy, nhìn rất là xinh luôn. Đây, tiếp theo là một bạn trắng tinh, bạn này đực và tai tai bạn ấy hơi một tí kem, có một chấm kem ở cuối tai thôi, nhưng mà lông bạn ấy rất là trắng. Em coi video lên nhiều khi ánh sáng nó không được chuẩn ấy, nhưng mà khi mà mọi người nhìn bên ngoài ấy, thì thấy lông bạn trắng trắng sáng luôn ấy, cũng là trắng như ô mô luôn. Lông rất là dày, poodle thuần chủng ấy thì bao giờ lông nó cũng phải xoăn và dày thì mới được gọi là đẹp đấy. Tai bạn ấy này. Đó, tai to, tai càng to thì càng đẹp nhá. Bạn ấy mõm rất là ngắn, mặt vuông tròn xoe. Đây, một bạn cuối cùng, đàn này thì em chỉ có 3 bạn thôi. Bạn cuốn mẹ đẻ được 3 bé. Đấy. Tai bạn này to, mặt xinh lắm, mũi hồng nhá. Bạn trắng vừa nãy thì có mũi đen, bạn này thì trắng mũi hồng, trắng tinh, trắng từ đầu đến chân luôn. Đấy, lông rất là trắng và đuôi ngắn, nhìn mông bạn ấy rất là tròn, nhìn yêu lắm. Em quay video như thế này ấy, thì mọi người cũng có thể nhìn rõ là màu trắng và màu kem nó khác nhau như thế nào rồi nhé. Về giá cả của hai màu này ấy, thì những bạn màu trắng thường sẽ cao hơn một chút. Bạn màu kem thì sẽ có giá tầm khoảng 4 triệu. Bạn màu trắng thì có giá tầm khoảng 4 triệu rưỡi đến 5 triệu tùy bé. Như hai bạn này đực này, em đang bán là 4 triệu rưỡi này. Và em có bước gian lộc cho khách hàng thiện chí đến đón cún nhé. Hoặc là em có hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng ở xa ấy. Khách hàng ở xa thì đều là nhận cún kiểm tra sức khỏe rồi mới thanh toán tiền ạ. Nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về sức khỏe cún khi em gửi đi xa nhé. Bạn này nghịch chưa? Cắn tay này. Nó rất là cuốn người luôn. Đặc biệt là chó con tầm này các bạn ấy mới tách mẹ. Thế nên là mọi người bắt thì nên bắt chó con ở cái tầm tuổi này nó mới tách mẹ. Thì khi mà mình đón nó về mình yêu thương chăm sóc nó thì thường là nó sẽ coi mình như là người thân, như là mẹ nó luôn ấy. Cuốn lắm. Nhưng mọi người khi mọi người bắt một bạn chó to tầm 1 tuổi, 2 tuổi về thì thường là sẽ không thể quấn và tình cảm được như khi mà các bạn ấy còn nhỏ như thế này. Đấy. Hai bạn trắng tinh và một bạn màu mơ nhé. Màu kem. Đúng. Nghịch chưa, mũi hồng. Nếu mọi người mà yêu thích dòng chó poodle này thì hãy liên hệ ngay với các số hotline bên em để bọn em gửi video từng bạn cho mọi người lựa chọn nhé. Rồi, xin chào mọi người.